Xin chào các bạn, hôm nay mình đến với chủ đề là sử dụng việc rút thẻ tín dụng cho các cái bạn mà đầu tư lướt sóng bất động sản. Thì mình chia là 3 phần. Thì mình xin bắt đầu từ phần là nếu bạn chưa có thẻ thì thế nào? Thì câu hỏi này là câu hỏi mình hay gặp thường xuyên. Mình xin trả lời cũng ngắn gọn thôi nhé. Cái này làm rất đơn giản là bạn có hợp đồng lao động 1 năm của công ty và bạn được trả lương qua ngân hàng trong vòng 3 tháng. Thì cái tiền lương mà bạn nhận được hàng tháng sau thuế nó hiển thị ở trên ngân hàng. Ngân hàng sẽ cấp cho bạn một cái hạn mức thẻ tín dụng nó khoảng gấp tối thiểu là 3 lần. Cái lương, ví dụ lương bạn 10 triệu chẳng hạn thì ngân hàng sẽ cấp cho bạn một cái thẻ 30 triệu, ví dụ như thế. Thông thường một người thì có thể mở được đến tối đa là khoảng 5 thẻ tín dụng mà thôi. Cho nên là bạn hãy cố gắng là mở được nhiều thẻ nhất có thể. Đối với những cái người mà đi làm lương cao thì rất là dễ. Ví dụ lương bạn khoảng tầm 30 triệu đi chẳng hạn thì bạn có thể mở đến tận khoảng 20 lần tiền lương. Ví dụ như bạn có thể mở tổng cộng là khoảng 600 triệu tiền thẻ, tức là mỗi thẻ khoảng 500, mỗi thẻ khoảng 100 triệu chẳng hạn, đấy, ví dụ thế. Thứ hai nữa là nếu như trong trường hợp mà bạn muốn đầu tư bất động sản nhưng mà cái số hạn mức mà thẻ ngân hàng cấp tín dụng cho bạn nó không đủ nhiều thì bạn có thể mượn người thân mà lương cao hơn. Thì nếu mà bạn mượn tiền của người thân thì bạn hãy đảm bảo rằng là bạn sẽ trả nợ đúng hạn cho họ. Và người thân đấy thì họ phải là rất thân thì may ra họ mới giúp cho bạn. Còn nếu mà lương bạn thấp quá thì tín dụng của bạn nó thấp thì bạn cũng không vay được bao nhiêu cả. Cũng không đủ để bạn đầu tư bất động sản. Nếu đầu tư bất động sản bạn phải có vài trăm triệu trở lên đúng không? Vài chục triệu thì cũng không làm được cái gì cả. Thế là trong trường hợp bạn chưa có thẻ thì bạn hay làm như vậy với ngân hàng. Các ngân hàng bây giờ họ rất là khuyến khích người ta mở thẻ. Vì đấy là chủ trương là dần dần người ta tiến tới là dùng thẻ thôi, người ta không dùng tiền mặt nữa. Cho nên là bây giờ hầu như là mở thẻ không mất tiền mà thậm chí còn được thưởng rất nhiều quà tặng, túi sách. Bạn có thể lên mạng, bạn Google, bạn thấy rất nhiều. Bạn Google những từ khóa như kiểu là mở thẻ được hoàn tiền hoặc là mở thẻ tín dụng được quà tặng rất nhiều. Đã trong video này thì mình không tiện nói ngân hàng nào tại vì có thể là khi cái video này bạn xem thì cái chương trình khuyến mại nó đã hết rồi. Thì một số ngân hàng mình đề nghị dùng ví dụ như là VIP. Thì ngân hàng này họ đang có chương trình là không lấy phí thường niên đó. Nên còn một số ngân hàng khác thì mình cũng biết nhưng mà cái chương trình khuyến mại của họ rất là thường xuyên thay đổi nên là mình cũng không giới thiệu ở đây đó. Đấy là chương trình, trong chương trình trường hợp mà bạn chưa có thẻ thì trông thường là khoảng 2 tuần là bạn có thẻ tín dụng rồi. Đến phần thứ hai có thẻ rồi thì sao? Thì thẻ tín dụng ấy thì nó có một ưu điểm rất lớn, đấy là bạn có thể rút tiền ra sử dụng và bạn được miễn lãi trong 45 ngày. Ví dụ như là hôm nay ngày mùng 1 bạn rút tiền mặt thẻ tín dụng chẳng hạn, hoặc là bạn cà thẻ sử dụng dịch vụ ở đâu đó thì ví dụ hôm nay mùng 1 đi thì ngày 30 tháng sau, mùng 1 tháng 1 thì ngày 30 tháng 1 này, sau đó ngày 15 tháng 2 bạn mới phải trả tiền, tức là tổng cộng là 45 ngày. Trong 45 ngày ấy, bạn sẽ không phải giảm một đồng lãi nào cả. Ví dụ bạn rút ra 10 triệu thì đến ngày bạn rút ra 10 triệu vào ngày 1 tháng 1 thì ngày 15 tháng 2 bạn mới phải trả lại 10 triệu và không mất một đồng lãi nào cả. Đấy là một cái ưu điểm rất lớn của thẻ tín dụng mà trên thế giới này chắc chẳng ai cho mình vay với cái mức lãi suất 0% trừ người nhà đúng không? Trong 45 ngày. Thì đấy là một cái ưu điểm lớn, rất lớn mà bạn không nên bỏ qua. Thẻ tín dụng nó một cái công cụ. Nếu mà mình sử dụng công cụ nó tốt thì mình sẽ có lợi. Còn mình không biết sử dụng thì nó sẽ rất là có hại. Mình lấy đơn giản như là bạn tiêu xài lung tung, mua những thứ bạn không cần. Hai là bạn quên ngày trả nợ, bạn trả chậm, nó sẽ phạt bạn rất nặng. Lãi suất nó sẽ cao hơn hẳn là lãi suất ngân hàng luôn. Yên tâm là lãi suất nó khoảng tầm 3-4% một tháng trở lên. Chưa kể bạn bị tiền phạt nữa, tiền phạt thì nó vô cùng lắm. Rất nhiều tiền mà họ quy định mà mình không thể biết được. Tùy ngân hàng, mỗi ngân hàng nó sẽ có một chính sách riêng. Tất nhiên là những chính sách này đều rất là minh bạch chứ không có gì giấu giếm cả. Tuy nhiên thì khi mà mình làm thẻ thông thường mình hay không đọc. Các bạn nên hiểu cho kỹ hoặc là hỏi hotline
của ngân hàng để hiểu biết chính cái chính sách này. Ví dụ bạn sẽ hỏi là tôi trả chậm thì bị phạt bao nhiêu tiền, kiểu như vậy. Mình bị phạt rất nhiều tiền nên là mình rất là tuân thủ cái chính sách trả trả lãi cho ngân hàng đúng hạn. Thứ hai là cái lãi suất mà bạn rút tiền từ thẻ tín dụng để đầu tư bất động sản sẽ rẻ hơn so với lãi suất bạn bán được bất động sản. Mình lấy thí dụ như là bạn đầu tư bất động sản thì có thể là một năm bạn sẽ lãi khoảng tầm tối thiểu là khoảng 30% chẳng hạn, 30-50%, ví dụ thế. Nhưng mà trong khi bạn rút tiền từ thẻ tín dụng thì bạn chỉ mất lãi đâu đấy khoảng tầm 20%. Trong khoảng đó thì nó tiết kiệm hơn rất nhiều, và điều quan trọng nhất là nếu như bạn không có tiền thì bạn không thể bắt đầu trò chơi này được, đúng không? Còn đây bạn đã bắt đầu từ số 0 nhưng mà bạn có thể huy động được hàng trăm triệu từ thẻ tín dụng, thì đấy là cơ hội rất lớn mà không phải ai cũng biết. Rồi, và đối với bạn khi bạn đã rút tiền từ thẻ tín dụng này ra rồi thì bạn sẽ có tiền mặt trong tay, đúng không? Thì bạn đi đầu tư nọ kia. Nhưng bạn phải nhớ rằng là đến cái ngày mà bạn phải trả, là ngày bạn phải đáo hạn, thì bạn sẽ phải đáo hạn đúng rất đúng hạn. Và khi bạn đáo hạn đúng hạn thì bạn sẽ được tăng điểm của tín nhiệm, thì sau này có thể ngân hàng sẽ giúp bạn vay được nhiều hơn, cho bạn vay được nhiều hơn đó. Và thẻ tín dụng có một cái ưu đãi rất lớn, đấy là nó thường hay có một phần thưởng cho bạn. Mình lấy thí dụ như là Techcombank thì họ sẽ có chính sách là tặng điểm điểm của Vietnam Airlines. Từ điểm đấy nếu mà bạn cài nhiều á thì bạn có thể là đổi sang vé máy bay miễn phí. Và khi bạn mua sắm chẳng hạn, nó cũng hoàn tiền lại cho bạn khoảng một vài phần trăm gì đó. Mỗi ngân hàng nó cũng có chính sách riêng. Có những ngân hàng thì hoàn lại cả tiền mặt luôn. Ví dụ như là có những ngân hàng đổi bằng điểm thưởng, có những ngân hàng đổi bằng tiền mặt. Ví dụ như là Shinhan đổi bằng tiền mặt này, VIB, Techcombank này. Rồi quà tặng, ví dụ như là thường ngân hàng một số thẻ tín dụng ấy nó sẽ có chính sách ưu đãi ở một số cửa hàng, ví dụ như là bạn cài thẻ VP, ví dụ thế nhá, cài thẻ VP Bank ở Co.opmart hoặc là Bixi chẳng hạn, bạn sẽ được hoàn tiền 2%, lấy thí dụ thế. Rồi ví dụ như là Shinhan chẳng hạn, thời điểm này mình đang là cuối năm 2012, cuối năm 2019 chứ, quên, xin lỗi, thì mình mua vé qua CGV ấy, xem phim thì được mua một tặng một, rất là tiết kiệm được rất nhiều tiền từ thẻ Shinhan đấy, ví dụ thế ha. Thì đấy là cái mà mình chia sẻ với các bạn, hy vọng rằng là các bạn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, các bạn có thể tận dụng được cái lợi ích của thẻ tín dụng này để bạn có thể kinh doanh. Ngoài ra bạn có thể mang lại rất nhiều lợi ích khác, nhưng như mình đã nói thì nó rất là hai mặt. Bạn mà quên trả thẻ là bạn sẽ bị phạt rất nặng và lãi nó nhiều hơn cái lãi bạn đi vay ngân hàng là cái chắc. Nếu bạn có nhu cầu là rút tiền thẻ tín dụng hay đáo hạn thì hãy liên hệ với admin ở thông tin bên dưới nhé. Xin cảm ơn bạn và hẹn gặp lại bạn trong cái video kế tiếp. Xin chào.